nhíp 4 lá và 5 lá về rất là nhiều. Nhíp này có chiều dày là 5 mm, chiều dài là 50 và bản rộng là 5 cm, làm xe điện là rất là phù hợp luôn. Ba cân tư một cái, nhíp 5 lá. Hai cân thám một cái, nhíp 4 lá. cm đo phủ bì. Cái mắt nhíp này là 21 này. Có hai loại 4 lá và 5 lá. Cái loại 4 lá bản rộng là 5 cm. Nhíp 4 lá và 5 lá này có thể sử dụng cho tải trọng 400-500 kg, mắc loát. Nhíp 4 lá và 5 lá về rất là nhiều. Nhíp này có chiều dày là 5 mm, chiều dài là 50 và bản rộng là 5 cm, làm xe điện là rất là phù hợp luôn. Ba cân tư một cái, nhíp 5 lá. Hai cân thám một cái, nhíp 4 lá. cm đo phủ bì. Cái mắt nhíp này là 21 này. Có hai loại 4 lá và 5 lá. Cái loại 4 lá bản rộng là 5 cm. Nhíp 4 lá và 5 lá này có thể sử dụng cho tải trọng 400-500 kg, mắc loát.